Nay ngày 8 tháng 7, Minh Thái bên ô tô Thái Bảo sẽ review một số em xe cũ và báo giá luôn cho anh chị em nhé. Đầu tiên là con Su 12A048 cứ phát đấy. Con này em đời 2000 đang chào 58 mút tỏi. Em này thì Kenbo đời 2019 chào 135 triệu anh nhá. Tiếp theo là em SRM K9990kg đang chào với giá 178 triệu. Thùng kín thì bọn em sẽ chào thêm 5 triệu nữa là 183 triệu. Và đây là em Thaco đời 2019 mang biển số 6636 biển Nhân đang chào với giá 138 triệu tháng 8 năm 2024. Em Thaco đời 2016 đang chào với giá 106 triệu các bạn nhé. Và đây là em cabin kép Trường Giang đời 2020 đang chào với giá rất là yêu thương 148 triệu. Còn đây là em 12C07072 Long Ben đời 2018 đang chào với giá 138 triệu các bạn nhé. Tiếp theo là em SRMK 9990kg đời 2020 chào với giá cũng nhô một đồng một chút. Và đây là em Đông Ben K9 đời 990kg đời 2016 chào với giá 8 tỷ. Và đây là em Kenbo đời Đông Ben đời 2013 đang chào với giá 65 triệu. Tiếp theo là em TMT đời 2017 tải trọng 2,5 tấn, thùng dài 3m7, lốp 700-16, 7 quả trên 1, lốp cực to luôn, đăng kiểm dài lê thê tới tháng 11 năm 2024 đang chào với giá là 185 triệu. Tiếp theo em TMT đời 2006 đang chào với giá nhô 6 đồng một chút anh em nhé. Con này thùng dài 3m, tải trọng 1,5 tấn, động cơ diesel, lốp thì 600-16. Em này thì hôm vừa rồi có anh em thợ đã chào đến giả đến 165 rồi, nhưng em vẫn phải ngâm bởi vì đăng kiểm rất dài, 265 rồi. Giá của bọn em đang chào ra là 285 có thương lượng. Kia 2019 K200 các bạn nhé, thùng dài 3m3. Và đây là em Kia K2700 đời 2006 đang chào với giá 105 105, thùng dài 3,2m. Bên này nữa anh em ơi, còn nhiều quá nhưng mà em review ngắn ngắn thôi. Và em này nằm khá lâu rồi này, 12C09325 nằm cũng được tầm 30 hôm, gần 30 hôm rồi đấy. Đời 2020 đang chào với giá 128 triệu thùng kín các bạn nhé. Nhìn xe là biết là chất chát như nào rồi. Em này thì hôm nay bàn giao cho khách 12C06121, đã có chủ nhá, đăng kiểm vừa khám xong. Đây là em Kenbo đời 2019 đang chào với giá 122 triệu, Suzuki động cơ chế điện tử đang chào với giá 95 triệu đời 2009 các bạn nhé. Ở kia một số em nữa, ví dụ như là i10 Kia Morning Gate Gencha. Đây là một số em xe mới này. Bên này em tiếp theo review nốt mấy em xe tải cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Và bên này thì em mới về thêm một em Thaco nữa. Em này là Thaco đời 2016 đang chào với giá nhô lên quanh trên đồng chút màu ấy nha các bạn nhá, màu xi măng. Và đây là em màu vàng đời 2014 chào với giá lên quanh tiến lùi một đồng một tí. Và đây là em 29C63480 Long Ben đời 2016 đang chào với giá 75 tỏi. Vừa rồi Minh Thái đã review một số chiếc xe của tháng 7 năm 2024 bên ô tô Thái Bảo. Anh em quan tâm xin vui lòng liên hệ qua hotline 0978565 con nát gặp Minh Thái, hoặc có thể là xem xe qua YouTube và tha hồ dìm giá để được những chiếc xe khởi nghiệp tốt nhất. Đặc biệt anh em chúng tôi ship toàn quốc cho quý vị và các bạn nhé. Cuối cùng là em này là tôi vừa mới về hôm qua này, chưa có bạt các bạn nhé. Đây là em Thaco đời 2018 đang chào với giá nhô một đồng một chút, màu xanh cực đẹp luôn. Đấy.
bên kia là em Gentra này. Gentra đời 2009 đang chào mới giá là 95 triệu. Màu đen black các bạn nhé, mang biển thủ đô và đây là mang biển Phú Thọ, chiếc APV được mong chờ nhiều nhất. 19A25387. 2 năm qua không tắm rất nên rất bẩn. Quả biển đẹp luôn. Chiếc xe này thì đang được chào với giá loanh quanh đâu đó là ngoài 1 đồng các bạn nhé, đời 2008. Review qua phần nội thất cho anh em cùng xem. Xe mộc khá là đẹp, cam kết keo chỉ zin, nội thất thì anh em độ lên nhìn khá là uy tín. Dàn điều hòa 2 chiều nóng lạnh độc lập các bạn nhé. Màn hình thì đã không được trang bị rồi. Cần số nhìn dẫn vẫn rất là uy tín này. Đấy, anh em nhìn qua chiếc này thì có thể chúng ta đưa đến những cái chung kết. Đây, phần ghế thương gia rất là rộng rãi các bạn nha. Đây là phần ghế sau này. Đấy. Chiếc này thì em cuối review lên kỹ một chút để cho anh em cùng quan tâm. Đấy, các bạn nhìn đẹp chưa? Đít tròn vo luôn. Đấy, chiếc này thì anh em chúng tôi đang chào đời 2008. Đang chào giá loanh quanh đâu đó nhô 1 đồng. Còn một chiếc nữa thì anh em chúng tôi vừa mới lấy thủ đô Hà Nội về, biển 29A30E 956341. Chúng tôi đang dọn. Chưa xong xong thì review tiếp em đấy. Vừa rồi Minh Tài đã review một số chi tiết em xe của tháng 7 năm 2024 tại bến bãi ô tô Thái Bảo các bạn nhé. Địa chỉ xem xe đối diện bệnh viện Đa khoa mới Lạng Sơn. Và kia là em 29H29223 đông ben K9 thùng cánh rơi hoa quả Tuấn Hằng đấy. Thì em này thì tôi quên mất không review, anh em thông cảm nhé. Trên bãi lúc nào cũng cầm 3-40 xe anh em chọn nhé.